Rồi phương án 1, kết quả phương án 1 là bao nhiêu tụi em? GS1 đi bằng vận tốc chia cho F bằng bao nhiêu, thì bây giờ thầy sẽ call một bạn đi cho thầy cái kết quả thôi. Nếu anh đã coi rồi thì Nguyễn Tự Trung thì cứ check một bạn đi ha. Dạ thưa thầy, là một chân cho mx cộng b. Bằng 1 chia cho MS cộng với B. B. Rồi. Vậy đúng không em? Dạ Đúng không? đúng rồi thầy. G1S. G2S sẽ bằng XS chia cho MS. G2S sẽ bằng bao nhiêu bây giờ đây? À, thầy gọi một bạn đi. Đó. Lấy kết quả ra chứ không có gì đâu. Đây là được đẹp. Tạ Đình Nghĩa. Đây, trăm trăm là Tạ Đình Nghĩa. Dạ em thầy. Trời, cho thầy có kết quả đi bằng bao nhiêu? Thầy ơi, đáp án của em là 1 trên cho MS bình cộng BS ạ. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Dạ, Rồi, thank em cảm ơn you hai thầy. bạn. Rồi, ok. Hai bạn đều làm đúng nha. Rất là tốt, ok. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì tụi em? Vấn đề là ở đây là tại sao chúng ta có một đối tượng điều khiển cái xe M nó cũng như thế hả? Luật sinh ra cũng như thế mà chúng ta lại có hai cái hàm truyền em, tại sao em, tại sao chúng ta lại có hai cái hàm truyền trong một đối tượng điều khiển? Chính là một đối tượng điều khiển là phải một hàm truyền chứ, đúng không? Có ai có thể nói cho thầy kết luận gì ở đây được không? À, Dạ như vậy á, em em thấy hả? từ nói đi em. Sorry. Dạ em thấy hai cái đó là một với thầy. Hai cái này là một. Hai cái này là Dạ. hai. Hai cái hàm truyền này là À khác nhau dạ này. cái dạ. Hai cái hàm truyền này là khác nhau và tính chất của nó cũng khác nhau luôn. Có ý tưởng gì không? Ý tưởng không? Không có rút ra một cái gì không? Điều nhận xét riêng gì cho riêng mình không? Nào, bạn đâu về trả lời đó. Trả lời tiếp đi. Thằng Dạ G1 và em thằng thấy. G2 khác nhau em. Ừ, tiếp tục đi em. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc. Dạ. Ừ. Dạ tại vì em chỉ thấy là nhận định của em là mới đầu là thấy nó giống, em nghĩ nó là một thôi nhưng mà thầy nói là hai cái hàm khác nhau thì em chưa có suy nghĩ ra cái hướng khác thầy. Ok. Thầy, em sẽ lại thử nhé thầy. Ừ, giải thích được đi. Dạ thưa thầy, là hai cái đấy nó cùng là một đối tượng nhưng mà định đầu ra nó khác nhau, nên là hai cái g nó khác nhau. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì qua cái trao đổi thì mình cũng bắt đầu nhận thấy là mình tưởng là nó giống nhau nhưng thực ra không phải. Em thấy không? Vậy chúng ta có cái kết luận ở đây là nếu chúng ta có một cái đối tượng điều khiển nha, thì chúng ta có rất nhiều cái model đại diện cho cái đối tượng này. Không phải chỉ có hai cái đâu, có thể nhiều cái được. Và cái model đó, cái mô đồ đại diện cho đối tượng này, mô hình đại diện cho đối tượng này nó phụ thuộc vào gì tụi em? Phụ thuộc vào cái gì? Thưa thầy, em nghĩ là Đều được. ra. Hả? Các bạn muốn không nói tránh thì các bạn cứ 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 giơ tay đi, thầy sẽ gọi các bạn. Rất là dễ thôi. Nó phụ thuộc vào đầu vào và đầu ra. À, ok, thầy trả lời mất rồi. Hả?
nó phụ thuộc vào bạn chọn đầu vào là cái gì, bạn chọn đầu ra là cái gì, thì bạn sẽ có một cái mô hình để, hoặc là transfer function hàm truyền để đại diện cho cái đối tượng đó. Nó phụ thuộc vào cái cách bạn chọn cái đầu vào và đầu ra thì bạn sẽ có một cái hàm truyền khác nhau. Và trong trường hợp này nè, chúng ta chọn cùng một đầu vào là lực, nhưng đầu ra chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn của chúng ta. Chúng ta muốn coi đầu ra cùng một cái lực nhưng quãng đường đi được của anh là bao nhiêu hả? Hay là cái xe của anh chạy được với vận tốc tối đa là bao nhiêu, thì nó phụ thuộc vào đầu ra. Vậy thì để với hai cái đầu ra khác nhau đó thì chúng ta sẽ có hai cái hàm truyền đại diện cho hệ thống, chứ không phải một đối tượng đại diện cho một hàm truyền. Không phải như vậy nha tụi em, nhớ điều này nha. Vậy thì nó sẽ có cũng xảy ra một số vấn đề về sau là tại sao cùng một hàng hệ thống mà tôi lại có những cái nhiều cái hàm truyền khác nhau, bởi vì do anh chọn đầu vào và đầu ra khác nhau. Anh phải check lại cái đó nhá. Ok, và qua cái bài toán này á thì thầy cho tụi em làm và tụi em đã thấy điều này rồi, đây là sự khác biệt của nó. Và trong bài toán này á, thì chúng ta rõ ràng là chúng ta chọn cùng đầu vào luôn nhưng đầu ra khác nhau, thì cái hàm đại diện cho hệ thống nó là khác nhau. Ok nhá. Rồi tiếp theo, một ví dụ tiếp theo. Hôm nọ thầy chưa có trong video thầy có cho tụi em làm cái bài Spring Math Member không?